Đang đứng trên bàn cao ngắm nghía cảnh vật xung quanh thì bỗng nhiên một con heo dùng miệng đẩy bát tô đầy chiếc lông bàn tiến gần và có ý nói: "Ê, ông bạn giúp tôi cái." Hiểu ngay ý của lợn con, chú chó nhanh chạy xuống giúp, lấy miệng ngoạm chiếc lông bàn ra chỗ khác. Xong xuôi, lợn con tiến đến bát tô ăn, còn chú chó lại nhảy lên bàn ngắm nghía cảnh vật. Tinh lang nghĩ sớm của chó và lợn thật tuyệt, hiểu ý nhau từ những việc nhỏ. Sống thiện lành không muốn đụng chạm bất kỳ ai mà sao nó lạ lắm. Mẹ, cái con cờ hó này, rồi đã ai làm gì mày chưa? Với người ta muốn bay luôn bộ tóc giả, không kẹt đôi giày ba tin là chú mày tới công chuyện chuyến này. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Cơn mưa ngang qua mang em đi xa, cơn mưa ngang qua khiến em nhạt nhòa. Chẳng một lời chào người vừa rời bỏ, khi không chia ly cho con tim anh thêm bao yếu mềm. Hảo nhân viên, thấy có biến là nhanh chân chạy trước, khách như nào kệ mẹ khách luôn. Đúng là dịch vụ chăm sóc khách hàng cứ phải gọi là đỉnh của chớm. Khách kiểu, ủa cái gì đấy? Tự dưng đi gọi đầu cho đỡ xì chét mà xì nước vào mồm bà thế này à? Ôi trời ơi, ông bà ta bảo rồi, vui thôi đừng vui quá. Lúc đầu thì làm sơ sơ cho không khí cho sôi nổi, nhưng sôi quá thì lại đấm nhau đây. Chơi vui thì không chịu, cứ phải tăng độ khó cho game rồi cho người ta nguyên quả đấm vào mặt thế này đây. Còn miếng lương tâm nào không? Bạn thấy shipper láo tuế, tính gọi điện báo lên tổng đài nhưng lại nhận ra cha nổi shipper là chồng mình. Suýt nữa mà tay nhanh hơn não là ối sồ ô luôn. Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai, trộm nhìn anh thật lâu, em chẳng biết đúng sai. Thật may anh không nhận ra. Này thì cười, này thì cà khịa, chưa biết ai giòn hơn ai đâu nhá. Cứ thích nổ lắm cơ. Chuyến này thì ai đi cấp cứu biết liền rồi, chứ nói năng gì cái tầm này nữa. Anh đen lắm, cười người hôm trước hôm sau ngựa cười, đúng là không bao giờ sai các bác nhờ, cũng vừa lắm. Nhiệt tình thì cũng tốt đấy, nhưng nhiệt tình mà đi kèm với ngu dốt thì thành phá hoại đấy cha nội. Người ta phơi ra phơi vào muốn lòi cơm mà xịt phát như tát nước vào mặt thế này đây, chấm hỏi thật sự. Bạch mã hoàng tử của bà nào thì vào nhận đi kìa. Chứ riêng tôi là tôi chê, ăn bẩn thì ngầu lòi mà mang chiếc ô hồng, thấy sai sai ở đâu rồi đây? Hảo thật đấy. Không hát thì thôi, chứ một khi mà đã cầm mic thì phải cầm quả mic ba giấy bò chét như này mới đã cái nư. Hôm nay bà đây tới bến luôn, được bao nhiêu bài thì lôi hết ra đây, một mình chỉ cần tớ. Đúng là người thông minh luôn có lối đi riêng, quá đỉnh. Cỡ này thì không mấy mà anh bự cân kia giảm được cân, tập tạ đều thế này cơ mà. Good shit, Nick. Thất tình lên nóc nhà hóng gió có tí mà làm thấy ghê. Gì chứ anh đây vẫn yêu đời lắm. Ba cái đồ yêu nghĩ gì làm anh buồn. Mấy chú cứ về đi. Nào anh muốn thì anh tự xuống, cứ phải tài lanh quá cơ. Không nên buồn, và không có gì phải buồn. Thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, không phải đến nỗi mà phải buồn hoài. Đúng không? Mưa nào mà không cạnh. Lần đầu cầm cơ còn hơi bỡ ngỡ, suýt nữa là đền ốm đòn cái tivi. Đánh kiểu dân chơi không sợ mưa rơi như này thì ai mà đỡ được. Bố cũng đến lạy mày luôn. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Oh no.
xui. Chuyến này ông bà cứ phải gọi là gánh còng lưng. Đúng là đời, sống lúc nào không biết hẹo lúc nào chả hay. Sợ thật sự. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Mẹ chứ, mới sáng sớm ra đường đã bị toát hán. Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này nữa. Bố mẹ ghim. Quê, đi về. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.